Good afternoon, everyone. I'd like to congratulate you all for being promoted for sales team managers. Few of our salespeople make it this far. Now, we'll go over the available benefits for your new positions. Let's all refer to page 22 of the management handbook I previously distributed. We don't need to discuss pay increases today. Everyone gets the same percentage increase. Some of the other more complicated benefits, however, need more attention. As you can see, there are many pension plans available to you. You'll need to read through these before deciding which is best for you. If you need assistance, please contact Hazel in Human Resources. She's an expert in these matters. Are there any questions so far? Chào tất cả mọi người. Chúc mừng mọi người đều được thăng chức lên chức vụ quản lý đội. Quản lý bộ phận bán hàng. Rất ít người trong số các nhân viên bán hàng của chúng ta có thể làm được điều này. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua những lợi ích hiện có dành cho vị trí mới của các bạn. Bây giờ mọi người, tất cả mọi người hãy xem trang 22 của quyển sách quản lý mà tôi đã phát trước đó. Chúng ta không cần phải thảo luận về phần tăng lương ngày hôm nay. Mọi người đều được tăng cùng mức với nhau. Một số trong các phúc lợi complicated là phức tạp, kiểu như là một số phúc lợi cao cấp hơn một số phúc lợi cao hơn ấy, thì cần phải chú ý vào nhé, chú ý nhiều hơn. Tức là mấy cái mà nhìn tăng lương á, tăng lương thì ai cũng như nhau rồi, còn tuy nhiên mỗi người có những cái phúc lợi riêng ấy, thì nên đọc cẩn thận vào. Cũng như các bạn thấy thì có cái kế hoạch, có nhiều kế hoạch cho phần lương hưu sẵn có cho bạn rồi. Bạn cần phải đọc qua những cái kế hoạch này trước khi quyết định xem cái nào là hợp cho mình. Nếu bạn cần sự giúp đỡ thì hãy liên hệ với Hazel ở phòng nhân sự. Cô ấy là chuyên gia trong những vấn đề như thế này. Thế bây giờ còn có câu hỏi nào hay không? Ở đây mình có many pension plan, tức là mỗi công ty họ sẽ có một cái chính sách khác nhau để trích khấu trừ cái tiền lương của họ vào cái phần mà về sau họ được nhận lương hưu ấy. Thì mỗi người, mỗi thâm niên khác nhau thì họ sẽ có khác nhau. Lúc này họ mới bảo là đọc kỹ trước khi mà mình chọn xem là mình sẽ chọn cái gói nào ấy. As most of you know, our resort has been conducting customer surveys over the course of this past summer. The goal of the study is to get feedback from visitors about how we can improve our facility and services. We received a lot of comments about our small and outdated swimming pool. Since so many respondents made comments about this issue, we have decided to build a new pool that's twice the size of our current one. We are also going to enlarge our outdoor lounge area. Hầu hết trong số các bạn đều đã biết là khu nghỉ dưỡng của chúng ta đang thực hiện khảo sát khách hàng về cái
The course. Cái này là khóa học không ta? Rồi, khóa học. Cái khóa học của mùa hè vừa rồi, mục tiêu của khóa học là... Mục tiêu của... Cái khóa này là... nhận được feedback, nhận được ý kiến từ du khách về làm thế nào chúng ta có thể cải thiện cơ sở và dịch vụ của chúng ta. Chúng ta đã nhận được nhiều lời bình luận về cái hồ bơi nhỏ và nó đã lỗi thời ấy, nó đã lỗi thời rồi. Bởi vì có quá nhiều người phản hồi đã để lại bình luận về vấn đề này, cho nên là chúng ta đã quyết định, chúng tôi đã quyết định là sẽ xây một cái hồ mới, nó lớn gấp 2 lần cái hồ hiện tại. Chúng ta cũng sẽ tăng thêm kích cỡ của phòng chờ ở ngoài trời. These renovations will get underway in March because that month is in the middle of our low season. Sometime in February, I'll send out a reminder memo to all employees about the renovations. Việc cải tạo sẽ tiến hành khởi công lúc vào tháng 3, bởi vì vào cái tháng đó thì nó nằm ở giữa mùa thấp điểm. Mùa thấp điểm là mùa không có nhiều người ấy. Và vào tháng 2 thì tôi sẽ gửi bản thông báo nhắc nhở với tất cả các nhân viên về việc sửa chữa này. Our company makes an annual donation to support the worthy course. This year will be no different, and we will hold a big sale to raise funds for establishing the Playroom of Hope at the Herzl, at the Herzl Children's Hospital in Orlando. Employees from all departments will volunteer by baking items at home for the sale, such as cupcakes or cookies. Then we ask that staff sell their items at designated sites around the city on December the 3rd. Proceeds will be used to buy toys, books, and other equipment needed in the playroom. I plan to send you all an email describing the hospital's objectives and vision regarding this project. You can read over to learn more about how the playroom will benefit children with special needs. Công ty của chúng ta sẽ quyên góp hàng năm để hỗ trợ một cái nhiệm vụ worthy là xứng đáng, cause là một cái sứ mệnh. Ha. Kiểu như sứ mệnh cao cả này năm nay cũng không ngoại lệ. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc bán hàng bán bánh để gây quỹ thành lập phòng chơi hy vọng tại bệnh viện dành cho Host Children ở Orlando. Nhân viên từ tất cả các phòng ban sẽ tình nguyện tham gia bằng cách nướng bánh tại nhà để đem đi bán. Ví dụ như là cupcakes, cái bánh mà có hình cái ly á, hoặc là bánh quy. Sau đó chúng tôi yêu cầu nhân viên sẽ bán những cái món hàng này tại những khu vực được chỉ định quanh thành phố vào ngày 3 tháng 12. Lợi nhuận sẽ được dùng để mua đồ chơi, mua sách và các thiết bị khác cần trong phòng chơi. Tôi sẽ gửi cho các bạn email miêu tả mục tiêu và sứ mệnh
của bệnh viện liên quan tới dự án này, bạn có thể đọc qua để biết thêm thông tin là phòng trò chơi này sẽ mang lại lợi ích cho trẻ em với các nhu cầu đặc biệt như thế nào. Attention, FreshMart shoppers, the store will be closed from May 13th to 16th due to plant renovations. We will be installing a deli near the produce section. We apologize for the inconvenience and hope that the changes to the store will result in an improved shopping experience for all our customers. To celebrate the deli opening on May 17th, customers will be entitled to a 15% discount when they purchase any deli item. Please send one of our staff at the customer service desk to pick up your coupon. Thank you. Quý khách hàng đang mua sắm tại siêu thị FreshMart xin hãy vui lòng chú ý cửa hàng sẽ đóng cửa từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 5 để sửa chữa. Chúng tôi sẽ lắp đặt thêm quầy bán thịt nguội gần với quầy bán nông sản. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và hy vọng rằng sự thay đổi của cửa hàng sẽ có thể mang lại sẽ có thể cải thiện trải nghiệm mua sắm cho tất cả các khách hàng để chào mừng khai trương quầy bán thịt nguội vào ngày 17 tháng 5 thì khách hàng sẽ có cơ hội entitled là có quyền, có điều kiện ha. Khách hàng sẽ nhận được 50%, sẽ được giảm giá 50% khi mua bất kỳ sản phẩm thịt nguội nào. Vui lòng đến gặp một trong số các nhân viên của chúng tôi tại bàn dịch vụ khách hàng để lấy cái phiếu giảm giá của mình. Xin cảm ơn. Good afternoon, Mr. Reynolds. This is Matt Sheffield from Client and Peterman Law Firm returning your call. I'm fine with moving our meeting about your patent from 11 a.m. Thursday to 2 p.m. Friday as you requested in your message. It will give me more time to do some research for our meeting. I have a few ideas about how to resolve your patent dispute that I look forward to discussing with you. One thing I should mention, our office is being renovated, so we are temporarily using the one that was occupied by an accounting firm. That company relocated last month and is still listed on the directory. Don't get confused. Thanks. Bạn đọc và bạn hiểu là giỏi lắm rồi, còn chi phải dịch. Đọc hiểu là giỏi lắm rồi. Xin chào, chào ông Reynolds. Tôi là Marshall Fields từ công ty luật Client and Peterman. Phản hồi lại cuộc gọi của ông. Tôi đồng ý
dời cuộc họp về cái bằng sáng chế của ông ấy. Patent là cái kiểu như cái quyền của cái người đó có bằng về làm cái gì đó ấy. Patent, bằng sáng chế ha, tức là nó chỉ dành cho cái người đó thôi, cái người đó là người cái người là người tạo ra một cái sản phẩm hoặc là một cái phát minh nào đó, người đó nhận được cái đó. Patent hoặc là patent. Từ 11 giờ trưa thứ năm chuyển sang 2 giờ chiều thứ sáu như ông đã yêu cầu trong tin nhắn. Điều này sẽ giúp tôi có thêm thời gian để chuẩn bị nhiều hơn. Research là nghiên cứu, tức là để chuẩn bị thêm nhiều thông tin cần thiết cho cuộc họp của chúng ta ấy. Tôi có một vài ý tưởng về làm thế nào để có thể giải quyết cái tranh chấp về cái quyền sử dụng ấy, quyền sử dụng của ông mà tôi mong đợi để thảo luận với ông. Có một điều tôi cần phải đề cập tới, đó chính là văn phòng của chúng tôi đang được sửa chữa, cho nên là chúng tôi đang tạm thời sử dụng cái văn phòng mà trước đây nơi đó là công ty kế toán. Công ty đó đã chuyển đi vào tháng trước và bây giờ nó vẫn còn nằm trên cái danh sách. Cho nên là đừng có nhầm lẫn nhé, xin cảm ơn. Tức là cái tháng trước cái tại vị trí này có thể là trên cái bản đồ hay là cái danh sách cái sơ đồ để mà đi tìm tới ấy, thì tháng trước cái công ty nó tên là Accounting Firm là nó nằm ở đây và nó đã chuyển đi rồi, nó đã chuyển đi chỗ khác rồi, nhưng mà trên cái danh sách đó nó vẫn còn nằm ở đây và chúng tôi đã chuyển tới chỗ đây rồi. Vậy thì khi tới tìm chúng tôi á, cứ tìm trên bản đồ là Accounting Firm thì sẽ ra cái văn phòng của chúng tôi. Học tiếng Anh ở đâu vậy? Học tiếng Anh ở trường đại học, chuyên ngành sư phạm tiếng Anh nhé. Good morning, I don't have a reservation, but I would like to rent a car for a couple of days. Do you have anything available? Xin chào. Tôi chưa có đặt chỗ trước, nhưng mà tôi muốn thuê. Tôi chưa có đặt trước đâu, nhưng mà tôi muốn thuê một chiếc xe hơi trong vài ngày. Hiện tại có còn xe trống hay không? We do. What size car are you looking for? Chúng tôi còn. Thưa ông, thế ông muốn thuê loại xe có kích cỡ nào? Something spacious enough for people. Also, is it possible to get a vehicle with a large trunk? We have quite a bit of luggage. Tôi muốn cái loại mà nó rộng, đủ rộng cho 4 người ấy. Và ngoài ra thì có thể nào tìm cho tôi cái xe mà nó có cái cốp xe lớn hay không? Chúng tôi có khá là nhiều hành lý ấy. Of course, the CX2 sedan seats 5 people comfortably and has plenty of the storage space. If you're interested in that vehicle, we can begin filling out the necessary paperwork. I just need to see your credit card and driver license in order to proceed. Tất nhiên rồi, dòng xe sedan CX2 có thể chứa được
có thể đủ chỗ cho 5 người ngồi một cách thoải mái, và nó cũng có nhiều không gian để chứa đồ. Nếu mà ông thích cái dòng xe hơi này thì chúng tôi có thể bắt đầu điền vào thông tin giấy tờ cần thiết ha. Tôi cần xem thẻ tín dụng của ông và bằng lái xe để có thể tiến hành thủ tục. Spectrum Caller Services, this is Daniel. What can I do for you today? Xin chào, đây là dịch vụ Spectrum Caller. Tôi là Daniel. Tôi có thể giúp được gì cho bạn ạ? Hello, I was wondering if you could tell me how much you charge to paint a living room. Xin chào, I was wondering, là trong quá khứ là tôi đang thắc mắc. Còn chỗ này là kiểu là xin chào, tôi muốn hỏi thông tin về ha. Tôi muốn hỏi thông tin về cái chi phí sơn lại một cái phòng khách là bao nhiêu ạ? What that would depend on the size of the room and the type of paint you choose. If you can give me that information, I could provide you with an estimate. Cái đó còn tùy vào kích cỡ của căn phòng và loại sơn mà bạn chọn nữa. Nếu mà bạn cho tôi thông tin đó, tức là nếu mà bạn nói cho tôi biết bạn muốn cái kích cỡ phòng với cái loại sơn nào, thì tôi sẽ báo giá cho bạn, estimate. Well, I just want basic white paint, but I'm not certain about the size of the room. I'll go measure it right now and call you back in about 10 minutes. Tôi chỉ muốn một cái loại sơn trắng cơ bản thôi. Cái màu cơ bản thôi. Và tôi cũng không chắc về cái kích cỡ của văn phòng nữa. Để tôi đi đo cái căn phòng ngay bây giờ nè, và sau đó tôi sẽ gọi lại cho bạn trong 10 phút nữa. Laura, these necklaces are very impressive. Do you plan to sell them at your friend's boutique like your other pieces? Laura, những cái chiếc vòng cổ này rất là đẹp. Đẹp tuyệt vời quá. Trời ơi, sao nó đẹp quá. Bạn có định bán nó tại cái cửa hàng bạn của bạn á? Cửa hàng một người của người bạn của bạn lại giống như bán những cái món đồ khác hay không? Yes, however, I feel as though my designs aren't getting enough attention, so I'm considering sending an application to attend this year National Jewelry Expo to better advertise my work. Có chứ, tuy nhiên thì tôi cứ cảm thấy as though, cứ như là tôi cảm thấy cứ như là cái những cái thiết kế của tôi thì nó không đủ để thu hút sự chú ý, cho nên là tôi đang cân nhắc nộp đơn ứng tuyển để tham dự, nộp đơn để kiểu như mình xin tham gia cái triển lãm đó, gọi là gì, nộp đơn ứng tuyển ha, nộp đơn đăng ký tham gia triển lãm trang sức quốc tế của năm nay để quảng bá tác phẩm của tôi tốt hơn. Khóa giao tiếp thì em nhắn vào hộp inbox. Em nhắn vào hộp inbox để em xem học phí trước nha. Hiện tại thì cô không có giờ dạy á. Hiện tại thì cô không có giờ dạy, nhưng mà em xem học phí trước đi. Em tham khảo học phí đi ha. Hiện tại là cô không có giờ đâu, thật cô kính giờ rồi. Em nhắn vào đi. Xong rồi em coi học phí với thông tin học giao tiếp á bao nhiêu. Rồi sau này em cảm giác phù hợp thì sau này em nhắn lại ha. That's a great idea. You could attract lots of customers provided that you actually go. Trời, ý tưởng hay quá.
À, như vậy thì bạn có thể thu hút rất nhiều khách hàng luôn đó. À, giá mà tôi... You actually go. À, nếu như mà bạn thực sự đi tới đó. You think so? I'm still a bit hesitant. Operating a booth there can be expensive. Ủa, bạn thực sự nghĩ như vậy hả? Tôi cũng có hơi do dự đấy. À, vận hành một cái quầy hàng ở đó rất là đắt tiền nha. Numerous people have used exposure from that event to help boost their businesses. I'm sure the same would happen for you. Rất nhiều người đã exposure là tiếp xúc, tức là rất nhiều người đã chọn cái cách mà trưng bày sản phẩm của họ tại sự kiện đó để có thể thúc đẩy việc kinh doanh của họ đấy, nên tôi chắc là nó cũng sẽ hiệu quả đối với bạn đấy. You're right. I'm gonna download the application form now and fill it out. Bạn nói đúng đấy. Để tôi, tôi sẽ tải cái đơn đăng ký bây giờ và điền nó vào. I'd like to discuss a recent assignment that you. Tôi muốn thảo luận cái nhiệm vụ gần đây mà bạn làm gì đây? Collaborated with the marketing team on. Gần đây bạn liên kết hợp tác với đội tiếp thị marketing. No problem. Is there something specific you like to discuss? Không thành vấn đề. Thế bạn muốn thảo luận chi tiết cái gì đây? Specific là cụ thể, tức là có cái gì cụ thể hay không? Tức là bạn cụ thể là bạn muốn thảo luận về cái gì? Yes, there is. You included an incorrect location. Chỗ này chỗ gì vậy ta? In nè, cho nên chữ in nè. Okay. In this online advertisement, it states that there will be a sale at our Seattle branch on July 22nd. However, the sale is actually going to be at our Portland branch. Có chứ. Bạn đã cái người này là cùng công ty với em ta. Bạn đã thông báo địa điểm bị sai á trên quảng bá online gần đây á, trên cái thông tin quảng cáo này online này bạn đã chỉ ra, hoặc là bạn đã viết sai địa điểm rồi. Nó nói là sẽ có chương trình bán hàng tại chi nhánh Seattle vào ngày 22 tháng 7. Tuy nhiên cái chương trình bán hàng này nó thực sự diễn ra tại chi nhánh của Portland của chúng ta. Really, I'm so sorry about that. I must have missed that while proofreading the advertisement. I will make the necessary changes to the advertisement immediately. Oh, vậy hả? Tôi xin lỗi. Chắc là tôi đã bỏ qua cái thông tin này khi mà đọc rà soát lỗi bản quảng cáo, để tôi sửa lại nơi cần sửa trong cái make the changes là thay đổi, necessary cần thiết ha, để tôi thay đổi nơi cần sửa trong cái bản quảng cáo ngay bây giờ. Hey, Randy, doesn't your shirt
Doesn't your shift start at 9 o'clock? Ê, Randy, cái ca làm việc của bạn bắt đầu lúc 9 giờ phải không? Yeah, I came in early this morning to unpack the DG5 game consoles. They just arrived and we need to get them on the shelves. Đúng vậy đó. Sáng hôm nay tôi đến sớm để mở cái gói hàng bảng điều khiển chơi game, cái máy chơi game DG5 ấy. Nó vừa mới đến thôi và chúng ta cần phải đặt nó lên trên mấy cái kệ hàng. I see here, I'll help. Biết rồi, tôi hiểu rồi. Ở đây hả? Để tôi phụ nhé. Sorry to interrupt. I know we don't open for 5 more minutes, but some customers have already started to form a line at the door. They're here for the DG5. Tôi xin lỗi vì phải cắt ngang nè. Tôi biết là chúng ta sẽ không mở cửa trong 5 phút nữa, tức là sau 5 phút nữa thì chúng ta mới mở cửa. Tức là 9 giờ nhưng mà 5 phút nữa thì ví dụ như là giờ này 8 giờ 55 rồi thì nói là tôi biết là 5 phút nữa chúng ta mới mở cửa hàng á. Nhưng mà một số khách hàng đã xếp hàng ở cửa rồi, họ đến đây là để đợi mua DG5. I was going to keep stocking the shelves after we opened, but we'd better finish soon if people are lined up. Tôi định keep stocking the shelf, tức là chất hàng lên kệ ha. Tôi định là sẽ tiếp tục chắc hàng lên kệ sau khi chúng ta mở cửa đó, nhưng mà tốt hơn là chúng ta nên hoàn thành nó nhanh hơn đi nếu mà người ta đang đợi ngoài kia kìa. Maybe one of us should ask Richard to give us a hand. Chắc là cử một người đi nhờ Richard phụ chúng ta một tay đi. I can do that. Để tôi cho. Thanks. He should be in the storeroom. Cảm ơn nha. Giờ này chắc là anh ta đang ở trong cái phòng chứa đồ ấy. Hacker 2 listening script nha. Lên trên GG gõ Hacker 2 TOEIC nha. TOEIC Hacker 2 listening script. Ok. Cái này chủ yếu học từ vựng thôi. Từ vựng không mới vô được, giải được đề. Không có từ vô nghe như sấm gì đó. Không có từ vô nghe thì nghe để chân thôi chứ không có làm được gì đâu. Nghe để chân còn không thì ai có thiện ý nữa thì lụi. Jeff, I'm worried our cinema branch in Westchester requires extra personnel to handle the summer movie season. This is the busiest time of the year. Jeff, tôi e là chi nhánh rạp chiếu phim ở Westchester đó cần thêm nhân sự để có thể handle là xử lý, tức là để có thể xoay sở công việc vào cái mùa chiếu phim vào mùa hè này. Đây là thời điểm bận rộn nhất của năm, hoặc là đây là mùa cao điểm nhất của năm. Yeah, the branch supervisor seems to think that's an important issue to address. He liked three more people added to the evening shift. Đúng vậy đó. Giám sát chi nhánh dường như cũng nghĩ là đây là một vấn đề quan trọng cần phải được giải quyết. Anh ta cần thêm 3 người vào ca tối.
còn bổ sung thêm 3 người vào ca tối. In that case, could you make a job posting? Just include some basic details of the position and the minimum qualifications required. Trong trường hợp này thì bạn có thể đăng quảng cáo, đăng tin tuyển dụng hay không? Chỉ cần nói những thông tin cơ bản về vị trí này thôi và các yêu cầu tối thiểu cần có cho vị trí này. Sure, I'll try to finish it before a break for lunch. Được thôi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó trước cái giờ ăn trưa hả? That'd be ideal. I'll publish it on our company website later this afternoon. Như vậy thì tốt quá, để tôi đăng nó trên trang web của công ty chúng ta vào chiều hôm nay nhé. Hello, I'm calling to reserve 3 tickets for the Wild Animals Guided Tour at Jungle Wonderland this coming Saturday. How much will that cost? Xin chào, tôi gọi điện để đặt 3 vé cho chuyến đi có hướng dẫn viên Wild Animals tại Jungle Wonderland, xứ sở thần tiên trong rừng ấy. Jungle Wonderland, đi đâu mà đi vô rừng đây, vào thứ bảy này, thế nó có giá là bao nhiêu vậy ạ? It's $40 per person. The tour begins at 9 a.m. and will last 2.5 hours. Giá vé là $40 một người. Chuyến đi sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng và sẽ kéo dài 2.5 tiếng đồng hồ. That's higher than I had expected. Have your rates changed recently? My friend went on. Nó cao hơn so với tôi đã dự kiến ấy. Có phải là giá vé gần đây đã thay đổi hay không? Bạn của tôi đã đi the same tour last month, cũng đi cùng cái chuyến này, cũng đặt đi cái tour này vào tháng trước ấy, nhưng mà cổ nói là chỉ có $32 một người thôi. She must have our Jungle Wonderland annual pass card. Card holders automatically receive a 20% discount on admission and tours in the wildlife preserve for a year. Chắc là cô ấy có cái thẻ hội viên hàng năm của Jungle Wonderland ấy. Người có thẻ này thì sẽ được tự động nhận được 20% giảm giá cho vé vào cổng và các chuyến đi bảo tồn đời sống hoang dã trong một năm. I met up with our realtor a few hours ago. He showed me a vacant space that would be perfect for our recording studio. Erin, tôi đã gặp người trung gian của chúng ta cách đây vài giờ rồi. Người môi giới bất động sản ha, người môi giới bất động sản đó. Cậu ta đã dắt tôi đi xem một cái mặt bằng còn trống mà rất thích hợp cho trường quay của chúng ta. Was the unit in the building on Ferguson Avenue? If so, I received an email from him about the vacancy last night. Có phải là cái
căn ở trong cái tòa nhà trên đại lộ Ferguson không? Nếu là như vậy thì tôi đã nhận được email từ cậu ta về cái không gian trống. Nãy mới nói cái gì trống nhỉ? Về cái mặt bằng này vào tối hôm qua rồi. Yes, that's the one. The space has a very practical layout. Plus, there is enough room for a reception area and a private office. I was even introduced to the owner of the building, Janet Davison. She was quite welcoming and professional. Vâng, đúng là cái đó đó. Cái không gian layout. Kiểu như không gian được bài trí rất là thực tế, thiết thực. Ngoài ra thì có đủ không gian cho khu vực lễ tân và văn phòng riêng. Tôi cũng được giới thiệu cho chủ của tòa nhà là Janet Davison. Bà ấy có vẻ rất là niềm nở đón tiếp và chuyên nghiệp. That sounds promising. Would you arrange another showing for tomorrow? I'd like to see the property too. Trời ơi, nghe sao mà promising là hứa hẹn ha, hoặc là nghe có vẻ tiềm năng đấy, nghe có vẻ tiềm năng đấy. Bạn có thể sắp xếp một cái cuộc đi thăm khác, tức là bạn có thể sắp xếp một cái buổi khác để đi xem vào ngày mai hay không? Tôi cũng muốn đi đến xem cái địa điểm đó. Have you loaded the scuba gear into the boat yet? We need enough equipment to take 10 people on a diving trip. Bạn đã mang cái thiết bị lặn lên trên tàu chưa? Chúng ta cần đủ thiết bị để cho 10 người trong chuyến đi lặn này đó. Yeah, but I discovered a crack in one of the masks. Có mang lên rồi, nhưng mà tôi đã phát hiện ra có một cái vết nứt ở một trong số các cái mặt nạ lặn. Really? That's a problem since the other dive group has taken on the spare ones with them. Oh, vậy hả? Vậy là không ổn rồi, bởi vì những cái nhóm lặn khác đã đem hết tất cả những cái thiết bị dự phòng đi rồi. Flash World. The dive supply shop is nearly close to here. If they have any in stock, I can go pick one up. Why don't you give them a call and see if they have what we need? Flashwood, cái cửa hàng cung cấp đồ lặn, nó cũng rất là gần ở đây á. Nếu mà họ vẫn còn đồ ở trong cửa hàng in stock, tức là họ vẫn còn hàng. Thì tôi có thể tới để cái này chắc là mua rồi ha, để mua một cái, hay là bạn cứ gọi điện cho họ xem là họ có cái have what we need, có cái mà mình cần hay không. Good idea, I'll get right on that. Only do you know the store's phone number? No, but I bet Reggie does. Ý kiến hay đấy. Để tôi gọi ngay đây. Get right on that. Nói về cái việc là sao không gọi đi đúng không? Để tôi gọi bây giờ nè. Có một điều là bạn có biết cái số điện thoại của cửa hàng không? Tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ là Reggie biết đó. Hello, I'm in town for the medical equipment trade fair. Unfortunately, we have run out of the brochures at our company's booth. I have everything you will need saved
on this memory card and was wondering if I could get 300 copies printed today. Xin chào. À, tôi đến thị trấn để tham dự hội chợ thương mại các thiết bị y tế. Thật không may là chúng tôi đã phát hết cái tờ rơi quảng cáo tại cái quầy của công ty chúng tôi rồi. I have everything you will need saved on this memory card. À, tôi đã để tất cả những cái bản kiểu là cái tài liệu mà bạn cần lưu ở trên cái thẻ nhớ này, và tôi không biết là tôi có thể tức là get cái này print, tức là tài liệu mà tức là tôi cần in nhé, tôi cần in 300 bản. À, tôi cần in 300 bản copy vào ngày hôm nay, và cái mẫu in á nó đã được lưu trong cái thẻ nhớ này rồi, không biết là bạn có làm được hay không. I'm sorry but our schedule is really busy. The soonest I could get them to you is tomorrow afternoon. Tôi rất tiếc nhưng mà cái lịch trình hôm nay của chúng tôi rất là bận rộn. Tôi có thể in nó cho bạn sớm nhất là vào chiều ngày mai. I think that's too late as I need them as soon as possible. Are there any other print shops nearby? Tôi nghĩ như vậy thì muộn quá. Tôi cần nó càng sớm càng tốt. Tôi cần nó càng sớm càng tốt. Thế có cái tiệm in nào gần đây hay không? There aren't any others in this area. I'm afraid the closest one is on Dora Boulevard. You should take a taxi though, as it closes in 30 minutes. 30 minutes. Ở khu này thì không có. Tôi nghĩ là cái cửa hàng gần nhất thì nó nằm ở trên đường Dora Boulevard. Bạn phải đi taxi. Bạn phải đi taxi á, bởi vì nó sẽ đóng cửa trong vòng 30 phút nữa. Hacker 2 listening nha. Thôi ít hacker 2 listening nha. I think I'm ready for a new cell phone. Do either of you have any recommendations? Recommendations? Tôi nghĩ là tôi cần mua một cái điện thoại mới. Điện thoại di động mới. Hai trong số bạn, either of you, tức là ở đây có hai đứa ha. Hai bạn, ai có thể giới thiệu cho tôi hay không? Những này là khách hàng nhé. Những nhỏ này là bán hàng nè. My phone. Của đâu? Đâu phải bán hàng đâu. Nói chung nó hỏi hai đứa này á. Hai đứa này không phải bán hàng đâu. Nhưng mà cái đứa này nó hỏi hai đứa này. My phone has worked out great. The Sharp Phone 20 is fast and it has a modern design. Điện thoại của tôi nó chạy tốt lắm. Cái dòng Sharp Phone 20 ấy, nó nhanh nha, mà cái thiết kế cũng hiện đại nữa. I've heard that model's great, but it's out of my budget. Tôi cũng có nghe là cái dòng sản phẩm nó tốt lắm, nhưng mà tôi không có đủ tiền. Out of my budget. Ngân sách, tôi không đủ tiền. Mine is a Plush Touch 50.
It's pretty basic, but it's only $190. Cái điện thoại của tôi là Plus Touch 50. Nó khá là cơ bản ấy. Cơ bản đơn giản á, nhưng mà nó chỉ có giá là $190 thôi. 190 mà còn thôi nữa, trời ơi. $190 là nhiêu tiền Việt Nam? Gần 5 triệu rồi ít gì. The more cost effective sounds. The more cost effective one sounds better. I'll purchase one at Harbor Cellular this weekend. Cái điện thoại cost effective là tiết kiệm chi phí, tức là cái điện thoại mà nó rẻ hơn ấy, thì nghe có vẻ ổn hơn đó. Để tôi mua một cái tại cửa hàng Harbor Cellular vào cuối tuần này. I heard that store closed for renovation this month. Tôi nghe là cái cửa hàng này đóng cửa để sửa chữa vào tháng này đó. Looks like you'll have to go to Greystone Electronics instead. Fortunately, it's having a sale. Có vẻ như là bạn phải đi tới cái cửa hàng thay vào đó thì bạn phải đi tới cái cửa hàng Greystone Electronics đấy. Cũng may là nó đang có chương trình giảm giá ấy. Thanks for the information. I wasn't aware about Harbor's closing. Cảm ơn bạn về thông tin này nha. Tôi không hề biết là nó đóng cửa để sửa chữa luôn á. Excuse me, I'm scheduled to meet with Harvey Pinkerton. However, the office listed for him on the directory here in the lobby is incorrect. I went up to the second floor, but someone else was using the office which the directory mentions. Xin lỗi đã làm phiền, cho tôi hỏi là tôi có lịch hẹn gặp ông Harvey Pinkerton. Tuy nhiên cái văn phòng mà nó được nhắc tên đến, nhưng cái văn phòng mà nó được nhắc đến ở trên cái bản đồ ấy, ở đây trong tiền sảnh ấy, thì nó không đúng. Tôi có đi lên tầng 2 rồi, nhưng mà có một cái người khác đang sử dụng cái văn phòng mà cái phần hướng dẫn nó nhắc tới. Tức là nó nhắc là lên tìm ổng thì lên chỗ này, mà khi tôi lên là cái người khác dùng rồi, không phải ổng. Oh, I'm very sorry for the inconvenience, Mr. Pinkerton. Mr. Pinkerton is in another office, but the directory has yet to be updated. He should have told you about this. Tôi xin lỗi về sự bất tiện này. Ông Pinkerton đang ở một cái văn phòng khác đó, nhưng mà cái bản đồ hướng dẫn nó vẫn chưa được cập nhật. Đáng lý ra là ông ấy nên nói cho bạn về điều này trước đó. Đáng lý ra là ông phải nói chứ. So it seems, well, where is his new one? Nó có hơi là... Ủa? Thôi thế cái văn phòng mới của ông là ở đâu vậy? He's moved into Mr. Johnson's old office, which is down the hallway and to the right. Just beside Marcus Johnson's office. Ông ấy đã chuyển tới cái văn phòng cũ của ông Johnson rồi. Nó ở... Ông cứ đi dọc theo phía cầu thang này và rẽ bên phải nhé. Kế bên văn phòng của Marcus Johnson. Ok, I'll head there now, thanks. Được rồi, để tôi đi tới đó. Bây giờ đây, xin cảm ơn. Hi, my blender broke down, so I need help finding a replacement. Also, I want to use this coupon for 15% off that I cut out of the local newspaper.
Xin chào, cái máy xe sinh tố của tôi nó bị hư rồi, cho nên là tôi cần tìm một cái máy thay thế. Ngoài ra thì tôi cũng muốn sử dụng cái phiếu giảm giá 15% này mà tôi đã cắt ra từ một cái tờ báo ở địa phương. I'd happy to assist you. Is there a particular model you are interested in? Tôi rất vui để hỗ trợ bạn. Có thế bạn có muốn xem cái mẫu cụ thể nào hay không? I'm not sure, but I prefer not to spend more than $200. Do you have any suggestions? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi muốn nhưng mà tôi muốn mua cái dòng nào mà nó ít hơn $200 ấy. Bạn có cái bạn có thể giới thiệu cái gì cái nào hay không? Bạn có cái nào như thế hay không? Suggestion, gợi ý ha. Well, the Dyson 2 and Total Plan are both in your price range, and they're made by PowerMix, the Jobs Master Electro Store's most popular model and the most expensive. It's over $400, but that company also sells the Plan Pro, which is only $175. Cái dòng Dyson 2 và Total Plan này thì nó nằm trong tầm giá bạn muốn. Nó được sản xuất bởi công ty PowerMix. Còn cái dòng Jobs Master này là cái dòng phổ biến nhất, cũng là dòng đắt nhất của công ty Electro Store. Nó hơn $400 ấy. Nhưng mà công ty này cũng có bán cái dòng Plan Pro, nó chỉ có giá là $175 thôi. Đi thi ngay cái bài này, cuối cùng nó mua cái nào, như cái tên sản phẩm nó cũng muốn xỉu rồi. Ủa, hết rồi hả? Đọc hai đoạn nữa nhé. Join us at the Zurich Performing Arts Center for one evening performance by world renowned. Cái này renowned đúng không ta? Renowned violinist Van Hyoshin. Mr. Shin will perform an evening of classical pieces and modern works accompanied by the Trời, cái tên gì mà khó đọc thế, San Bernardo Symphony Orchestra. Recordings of Mr. Shin's music will be available for purchase after the concert. Doors to the concert open at 7:20 p.m. tomorrow, April the 9th. For tickets and reservations, please call the box office at 555-7219. Don't miss out on our chance to see Wan Choi Shin performing live. Make your reservations today. Cùng chúng tôi đến tham dự trung tâm nghệ thuật trình diễn Series cho phần trình diễn một buổi tối bởi nhạc sĩ violon nổi tiếng khắp thế giới Wan Choi Shin. Ông Shin sẽ trình diễn một đêm các tác phẩm cổ điển và tác phẩm hiện đại được phổ nhạc ấy, kiểu như được hòa tấu bởi dàn nhạc mà tên mà dòng dài này. Các bản ghi âm nhạc của ông Shin sẽ có sẵn để bán sau buổi hòa nhạc. Cổng để vào buổi hòa nhạc này sẽ mở lúc 7:20 tối ngày mai, ngày 9 tháng 4. Vé và đặt chỗ. Để mua vé và đặt chỗ, vui lòng gọi đến phòng vé vào số 555-7219.
Đừng bỏ lỡ cơ hội để có thể xem được phần trình diễn trực tiếp của ông Wandra Singh. Hãy đặt vé ngay hôm nay nhé. Good morning and welcome to the seminar on European clothing trends. I will be your lecturer today. My name is Caroline Legrand and I head the design department at Tyler Sharp Apparel. I'm delighted to see such a lot turnout here today as I will be discussing a very interesting topic that affects everyone. Within the fashion industry, all of you were handed a copy of today's program, which outlines everything that will take place. The lecture should last about 2 hours and take us right into lunch at noon. Then the afternoon session will get underway at 1 o'clock. For that segment, another fashion designer, Liv Hobin, will give a slideshow presentation. Now let's begin. Xin chào, chào mừng tất cả mọi người đã đến với hội thảo xu hướng thời trang châu Âu. Và tôi sẽ là người phát biểu, người diễn giả ha. The lecturer là người là giảng, cái người dạy học cái chỗ này là tôi là diễn giả đi ha. Tôi là diễn giả ngày hôm nay. Tên của tôi là Caroline Legrand và tôi đợi tí nó bị tắt màn hình này. Tôi quản lý bộ phận thiết kế tại công ty Tyler Sharp Apparel. Tôi rất phấn khởi nhìn thấy số lượng khán giả đông đảo, số lượng người tham gia đông như thế này ở đây ngày hôm nay. Bởi vì tôi sẽ thảo luận về chủ đề rất thú vị mà nó sẽ ảnh hưởng tới mọi người trong ngành công nghiệp thời trang. Tất cả mọi người đã được phát bản copy chương trình ngày hôm nay, chỉ ra chi tiết các nội dung sẽ diễn ra. Outline sau này theo kiểu liệt kê ha, liệt kê nội dung chính ấy. Bài giảng sẽ kéo dài 2 giờ và take us right into lunch at noon, tức là vừa lúc mà chúng ta nghỉ trưa, ăn trưa luôn, tức là tới 2 giờ xong là vô ăn trưa luôn đó. Sau đó thì phần buổi chiều sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ. Cho cái mục này thì một nhà thiết kế thời trang khác, đó là ông Liv Hobin, sẽ thuyết trình, sẽ lên thuyết trình bằng cái kiểu slideshow presentation, kiểu thuyết trình bằng PowerPoint á. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. Hôm nay nghỉ nha, thứ năm học tiếp nha, thứ năm sáng 8 giờ sáng thứ năm nhé. Ok, mình tắt đây, mệt quá. Thank you, Basil.